Xin cảm ơn quý vị khán thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống. Một câu hỏi tiếp theo như thế này. Xin hỏi, tôi bị sạn túi mật, đã mổ lấy túi mật lâu rồi. Xin hỏi sau này tôi có bị gì không nếu sống mà không có túi mật? Không có mật thì có tiêu hóa được thức ăn hay không? Cái túi mật á là cái mà cơ quan nó nằm ở dưới cái gan của chúng ta, sau cái xương sườn đó, nằm ngay chỗ này đúng không, bên phải. Nó thường bị đông lại, cholesterol đó, mặt nó có nhiều cholesterol lắm, đông lại thành những cái hạt sạn. Những cái hạt sạn này nó có thể làm ngặt túi mật hay là viêm túi mật, thì chúng ta thường bị đau chỗ này. Mỗi lần ăn uống hoặc là cái gì, hoặc là không ăn uống, nó có thể viêm nó, ngạt nó, thì người ta mổ. Mổ túi mật là một mổ đơn giản và thường xuyên xảy ra, đặc biệt cho chị em phụ nữ. Chị em phụ nữ có nhiều hơn đàn ông. Trên 40 tuổi, có da thịt, có con, thì nó thường là bị sạn túi mật. Khi mổ rồi thì nhiều người hỏi là bác sĩ ơi, không có mặt làm sao mà tiêu thụ thức ăn, đúng không? Mặt là để tiêu thụ thức ăn. Không, quý vị, cái túi mặt là cái hồ chứa thôi. Còn cái việc mà tiêu thụ thức ăn, mặt vẫn làm ra điều điều. Nhưng mà thay vì nó chứa trong túi mặt để nó chờ khi thức ăn vô, thì từ túi mặt nó đẩy ra. Bây giờ người ta nối thẳng xuống cái ruột của chúng ta. Bác sĩ nói là túi mặt chứa thức ăn, chứa mặt. Chứa mặt. Chứa mặt là để chứa mặt nó tiết xuống cái ruột non, cái phần đầu của ruột non. Như vậy cái hình đây nè, chứa chỗ này xong nó tiết xuống, thì nó làm tiêu thụ thức ăn. Bây giờ mắc cái này đi thì nó vẫn chạy thẳng xuống đây, tức là không còn hồ chứa nữa, cái chỗ chứa mặt nữa. Có hậu quả gì không? Quý vị ăn uống nó vẫn tiêu thụ được, sao mặt vẫn làm ra từ gan vẫn xuống. Nhưng mà những cái ngày đầu tiên quý vị có thể bị tiêu chảy do không quen với số lượng mặt nó cứ nhả ra liên tục như vậy. Rồi có một số người họ ăn nhiều mỡ, tại vì mặt là một cơ quan để làm mỡ hấp thụ được, thì khó tiêu. Đấy, cho nên ăn nhỏ lại thôi, ít mỡ, ít béo lại, thì sống bình thường giống như mọi người, không sao hết. Không khó có ảnh hưởng là về lợi, dạ, ăn quá nhiều thì nên ngừng, cho nên cắt túi mật nhiều lúc cũng có lợi đấy. Tức là mình nó làm cho mình hãm cái tốc độ ăn uống của mình xuống, ăn quá nhanh quá no thì nó sinh bụng. Và như vậy là cái nguyên nhân nào mà gây ra cái sạn túi mật vậy? Vâng, sạn túi mật có, tôi có nhắc lại là nó có những cái nguyên nhân. Là thứ nhất là thằng lớn á, là chúng ta thường là nó gọi là 4F. Thứ nhất là female, tức là đàn bà. Thứ nhì là fat, tức là béo phì đó. Thứ ba là 40, tức là 40 tuổi trở lên. Thứ tư là fertile, tức là có nhiều con. Đây là những cái risk factor mà nó làm mặt. Quý vị thấy cái bức ảnh đấy không? Đây là toàn sỏi trong cái túi mật đầy luôn, bự luôn. Cái cục vàng vàng đây là toàn là cục cholesterol nó đóng lại á quý vị. Cholesterol đóng lại thành cục như cục đá, quý vị tin không đấy. Đấy, còn cái mấy cái cục mà có màu xanh dương này nọ là cái pigment, cái biopigment. Nó ít cholesterol hơn, còn mấy cục vàng đây là cholesterol á quý vị. Chúng ta có thể cắt và lấy nó đi. Mình có cách nào lấy cái sạn túi mật ra được không? Người ta thường khi mà bị viêm đau á, lúc mà chúng ta bị á, có sạn á, mà không có triệu chứng gì hết thì thường là không có cần mổ. Nhưng mà khi mà có đau đớn rồi, hoặc là viêm hoặc sốt gì, thì người ta thường mổ. Mổ thì người ta lấy luôn sạn, lấy luôn túi mật đi. Có một vài loại thuốc có thể làm giảm tan được cái sạn này nếu mà nó nhỏ và ít thôi, và chúng ta phải uống nó. Nhưng mà khi mà chúng ta ngừng thì nó có thể bắt đầu tích tụ, nó cũng đông lại thành cục như cũ. Có một số cái người chọn cái lựa chọn là uống thuốc, cái thuốc isodial để là nó tan cái sạn túi mật ra. Dạ vâng. Mà cái sạn túi mật này nó khác với sạn thận. Sạn thận là calcium oxalate, nó cứng.
nó còn cái sạn túi mật thường là bằng cholesterol pigment. Sạn thận thì nằm ở thận hay là cái tiết niệu của chúng ta, đau lắm, nó chạy ruột đau, nó đau. Còn cái sạn túi mật thì nằm ở trong cái túi mật của chúng ta. Dạ vâng, vâng. Sang một câu hỏi tiếp theo, đó là lá lách nằm ở vị trí nào trong cơ thể và lá lách có quan trọng không? Khi bị cắt lá lách đi rồi thì có biến chứng gì không ạ? Vâng, khi mà chúng ta nói về cái lá lách thì chúng ta nói quan, nhưng mà đa số bệnh nhân không hiểu cái lá lách nó nằm chỗ nào. Tôi biết cái lá gan là chỗ này, cái lá phổi thì phía trên rồi, ai cũng biết. Lá gan nằm bên tay phải, cái lá mía tức là cái pancreas nằm sau bao tử ngay chính giữa, còn cái spleen tức là lá lách nó nằm phía bên tay trái. Cái lá lách nó là một cái cơ quan là để mà giúp hệ thống miễn nhiễm của chúng ta chống lại vi khuẩn, vi trùng, và cũng là một cái khoang nó thu thập mấy cái tiểu huyết cầu, hồng huyết cầu mà xấu bỏ vô, không có cho những cái loại mà già nua cũ kỹ thì đem vô, để cơ thể chế ra những cái loại mới hơn. Con platelet cũng phải qua đời đúng không, 7-8 ngày phải đi, phải qua, thì cái ông lá spleen này, lá lách giống như là ông là rác, là trash collector vậy, ông thu gom mấy cái đó về. Chúng ta mà lỡ mà bị tai nạn, chấn thương, tống xe hay đấm vô chỗ đây thì nó sẽ bể ra, nó chảy giàn giụa ra, là tại vì cái lá lách đó nó có nhiều máu lắm. Nhiều lúc chúng ta phải cắt nó đi. Có nhiều người bị bệnh ung thư máu hay là bệnh về đường huyết, để chữa căn bệnh này người ta phải cắt cái lá lách đi. Thì khi mà cắt lá lách đi thì chúng ta dễ bị nhiễm trùng. Tại sao phải cắt lá lách đi ạ? Tại vì thứ nhất nó bị bể máu chảy, thì người ta thường cắt nó đi để cầm máu. Thứ hai nữa, những cái bệnh như là con số bệnh mà nó làm cho tiểu huyết cầu thấp, quá thấp, do cái lá lách nó chụp cái tiểu huyết cầu nhiều quá, người ta cắt để cái tiểu huyết cầu nó có thể tăng lên lại. Chứ anh này anh quá trớn, anh thu gom nhiều quá, không thích hợp, thì người ta phải cắt nó đi. Quý vị cắt lá lách vẫn sống cuộc sống khá bình thường, ngoại trừ sợ nhiễm trùng trong một số trường hợp, nhưng mà những loại pneumonia tức là viêm phổi hay là viêm màng não, những vị mà có lá lách mà có vấn đề hoặc bị cắt đi rồi thì chúng ta nên chích tiêm chủng thường xuyên đúng hạn. Và những loại tiêm chủng là giống như là viêm phổi, flu, đặc biệt là viêm phổi quý vị. Viêm phổi thường thường người ta thường cho những người lớn tuổi chích, nhưng mà những cái em trẻ nào mà mắc lá lách đó thì người ta thường cho chích liền để phòng ngừa hậu họa cho mấy em. Còn tóm lại thì quý vị cũng sống khá khỏe mạnh, không cần cái lá lách. Nghe có vẻ như là lá lách này có một cái vai trò rất là quan trọng. Về quan trọng là về hệ thống miễn nhiễm. Một phần, khi lấy lá lách đi thì không phải là chúng ta mắc hoàn toàn hệ thống miễn nhiễm, mắc đi một cái tiền đồ, cứ nghĩ vậy để mà chống vi khuẩn vi trùng. Dạ vâng. Dạ. Một câu tiếp theo, khi nãy thì mình có sạn túi mật rồi, lá lách rồi, thì bây giờ ruột dư thì đóng vai trò như thế nào trong cái cơ thể của mình, và nếu như lỡ mà mổ ruột dư rồi thì tương lai có bị gì không ạ? Hầu như ruột dư là không đóng vai trò gì ở trong người chúng ta hết. Thế thì có nhiều người bác tới hỏi sao không cắt bỏ nó đi cho rồi bác sĩ. Cho tôi nghe lĩnh thoảng bị viêm nó bể, nó nổ ra rồi, qua 3 ngày mà không qua bệnh viện mổ ra là có thể tử vong vì bị nhiễm trùng đầy màng bụng. Đúng vậy, nhưng mà hầu hết quý vị không bị viêm, và cái ca mổ không phải giống như chúng ta đi hớt tóc, đúng không? Chúng ta phải vô bệnh viện rồi thuốc mê đồ phải mổ, nhiều lúc cũng bị phức tạp, đúng không? Bị biến chứng của mổ, chảy máu, nhiễm trùng, bị thương những cái vùng xung quanh cái ca mổ đó. Cho nên ruột dư thường phải chờ tới triệu chứng mới mổ, giống như là cái gallbladder, gallstone tức là sạn túi mật vậy. Thì chúng ta cứ enjoy, đừng có sợ một ngày nào đó nó bị. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu thấy cái bụng dưới phía bên tay phải chúng ta bị đau,
Tay phải. À hả, tay phải quý vị bị đau. Lúc nào bác sĩ chúng tôi cũng nghĩ ngay là có thể bị viêm ruột dư. Ừ. Và phải làm ultrasound hoặc CAT scan để rule out nó, loại trừ cái khả năng đó, chứ không không chữa nó bị viêm bị sưng là chết. Đúng không? Để ngày thứ ba với bộ chúng ta bị sưng như vậy, gửi cháu về, cháu này 7-8 tuổi, cháu không nói năng rõ ràng, gửi về chừng độ 3-4 ngày sau nó sưng nó bể ra thì tội nghiệp cho cháu. Cái chuyện này nó cũng xảy ra thỉnh thoảng. Đem tới thì khám mấy cháu cũng kể rõ không rõ ràng, bác sĩ cứ nghĩ là đau bụng thường. À, thì cho cháu về uống thuốc tiêu chảy gì đó, Pepto-Bismol rõ vài bữa thì cho nó bể ruột dư. À, người lớn thì chúng ta nói rõ ràng hơn, đau đớn chúng ta thường ôm khom nó lại, co co người. Có một bệnh nhân vừa bước vô cửa, tôi ra ngoài đăng ký giấy gửi referral cho bệnh nhân khác đi chỗ khác, thì ông cò lò, ông ôm cái bụng vô, ông ôm chỗ này, đi với bà xã dìu vô. Mình nói là chở ông vô bệnh viện gấp đi, ruột dư đấy. À, tôi đoán vậy, à, không chắc chắn nhưng mà đoán vậy. Ông còn ngước mắt lại, ông kêu sao bác sĩ biết. À, ông cũng người Mỹ, à, ông cũng khó tính. À, thì tôi nói là cái cách mà anh ôm bụng vô đau mấy ngày, đau 2 ngày rồi. Đau anh mổ ruột dư chưa? Vậy thì khỏi cần gì hết, anh chạy thẳng tới emergency liền cho tôi. À, tới khi người ta làm CAT scan, người ta làm ultrasound mà rule out, tức là loại trừ đó, anh mới về đây. À, chứ không nó bể ra chết đúng y chang, vô là người ta đài anh xuống mổ liền. À, nó bị sưng và viêm. À, nó phim thì nó bự một cục dài như vậy. Bây giờ mổ ruột dư cũng dễ, người ta mổ nội soi, tức là người ta đút những cái ống camera vô, người ta cắt nó đi. À, đút và từ ở đâu? Từ xung chân quanh cái bụng á. Dạ. À, quý vị thấy cái cục dư nó bị viêm không? Nó bự không? Thường thường nó nhỏ chứ bằng một xíu vậy thôi, chứ bằng chưa được 1/5 cái này. Nhưng mà khi nó sưng nó viêm á, nó dài như vậy. À, mà chúng ta không cắt không mổ gì hết á, thì nó bể ra, thì phân với lại nhiễm trùng ở trong đây đầy vi trùng hết. Nếu mà nó là một cái phần của ruột chúng ta, cũng có phân, cũng có vi trùng á, thì nó chảy ra, thì nó bể, rồi nó phải xúc ruột. À, như vậy là cái ruột dư nó viêm là do cái thức ăn nó rớt vô trong đó hay là như thế? Thức ăn nó rớt vô mà nó cặc, nó chạy ra không được. À, hoặc là cái cục sạn, hay là bất cứ cái vật gì mà thức ăn chúng ta nó ngạt vô mà nó không có đường thoát. Có phải là có nhiều người nói là thí dụ như mình ăn cái trái ổi nó có mấy cái hột đó, người ta nói đừng có ăn cái hột ổi, nhiều khi nó rớt vô ruột dư. Có thể đúng vậy quý vị. À, tất cả các vấn đề gì mà làm cho nó ngãn cái ruột dư này, nó sừng, nó trương lại, không biết lý do tại sao. Không biết lý do nữa đâu. Dạ vâng. Dạ. À, một câu hỏi này thì Dung thấy nó cũng vui vui. Như thế này ạ. À, tôi có ăn nem nướng, lỡ ăn một miếng nhỏ giấy plastic bao ở bên ngoài, xin hỏi là có bị nguy hiểm gì không? Quý vị biết là chúng ta thường ăn nem nướng, cái cuốn tôi cũng gặp hoài. À, cái bao plastic có lẽ là quý vị thường bị nhưng mà nhiều quý vị giấu, hoặc là quý vị không dám hỏi, tới gọi bác sĩ. À, bác sĩ ơi, tôi không chú ý, tôi cắn, tôi nhai ngấu nghiến chập sao, tôi mới khám phá ra là cái bao ở ngoài nó trong quá, nó giống miếng bánh tráng quá, nuốt hết rồi bác sĩ. Đặc biệt quý vị mà phục vụ cho những cái khách mà ngoại quốc á, phải dặn kỹ. À, cái bao đó, cái nem nướng bao ở ngoài là plastic, phải lấy nó ra. Chứ mà đưa cho mấy người Mỹ, người foreigner, thì họ cứ lấy, họ chấm nước tương, họ ăn, họ nhai mà họ còn khăn ngon nữa. Ủa sao nó dai dữ vậy nè, nó ngon nữa. Thì khi mà ăn vô rồi thì đừng có sợ, quý vị, lỡ rồi vài miếng nó sẽ theo phân ra ngoài thôi, chứ nó không phải là miếng kim loại hay miếng gì mà sắt nó làm trầy xước, hay là nó ở trong đó trong vĩnh viễn. Nó cũng như một loại không tiêu thụ thức ăn mềm dẻo, và nó sẽ đi ra ngoài không sao hết quý vị. Và thì Dung xin bổ sung một cái nữa là đôi khi mình ăn cái bánh bao đó, phía dưới nó có cái giấy lót ở dưới cái bánh bao đó, đôi khi mà nếu mà ăn nhanh quá là cũng có thể là ăn luôn cái giấy đó. Vâng. Nếu mà chúng ta ăn những cái giấy đó thì nó cũng nó vô, thì nó không tiêu thụ được, thì nó cũng sẽ gặp hạn trở lại trong vòng 3-4 ngày thì nó cũng đi ra ngoài với phân thôi, không sao đâu quý vị. À, cứ bình tĩnh mà enjoy, nhưng mà bữa sau cẩn thận lột nó ra.
để mà ăn, chứ đừng có cắn nhai luôn rồi bắt đầu tối nằm. Có một bác như vậy á, tối nằm ngủ cứ hồi hộp không biết bây giờ nó nằm ở đâu. Vâng, và kính thưa quý vị khán thính giả, vừa rồi là phần 2 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống. Một lần nữa xin quý vị vui lòng đừng rời màn ảnh. Sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 3. Xin cảm ơn quý vị.